Rồi hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các món ngọc dị tướng đi gắt. Cái dị tướng này thì đi mid và đồng thời cũng là đi theo vị trí cho thủ được luôn nha mọi người. Thì khi chơi dị tướng này mình sẽ lên theo hai cái bán ngọc. Một cái bán ngọc mình sẽ dành cho là hồi máu nhiều quá mọi người và cái lượng máu có. Và cái bán ngọc thứ hai mình sẽ dành cho ưu tiên là cái độ cơ động, tốc đánh và tốc chạy, mình sẽ lên dị tướng này nhiều. Thì sau đây mình sẽ đi vào bán ngọc đầu tiên nha. Bán ngọc đầu tiên mình sẽ lên là công phép cộng 42, máu tối đa là 450, xuyên giáp phép là cộng 88, tốc chạy là cộng 4%, hồi máu 5 giây là cộng 52, tốc đánh là cộng 6%. Thì đây là cái bán ngọc dành cho mọi người thích chơi cái dị tướng này, không cần cái độ cơ động cao lắm và nó sẽ hồi máu liên tục cho mọi người nha. Thì đây là bán ngọc đầu tiên, 10 viên ngọc đỏ mình sẽ lên là công phép và xuyên giáp phép nha. Ngọc xanh thì mình sẽ lên là xuyên giáp phép và tốc đánh. Còn ngọc tím thì mình sẽ là máu tối đa là cộng 45, tốc chạy là 0,4%, hồi máu 5 giây là cộng 5,2. Còn mọi người muốn chơi cho cái độ cơ động của dị tướng này tốt hơn á thì mọi người hãy lên cho mình ngọc tím ở đây 10 viên, mọi người lên tốc đánh và tốc chạy 10 viên cũng được nha. Tốc đánh tốc chạy là 1%, mình lên 10 viên mình sẽ được 10% thì dị tướng này sẽ di chuyển rất là tốt. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ không có cái lượng máu ở đầu chặn và cái thứ hai là cái tốc chạy nó cũng đã có ở đây á, là tốc chạy nó cũng là 4% và tốc đánh đây cũng có 6% rồi. Thì cái lượng máu ở đây tương đối là nó hồi máu tốt nên là mình sẽ ưu tiên mình chơi cái này nhiều, mình chơi nó hồi máu cao nên là mình thích chơi này nhiều hơn nha. Còn về cái phần phù hiệu và trang bị thì mình lên như sau. Thì trang bị của vị tướng này á mình sẽ lên theo kiểu này nha mọi người. Đầu tiên mình có thể lên chiếc giày phù thủy trước hoặc là mình sẽ lên cái này trước, đó chính là cái thập tự kiếm. Món thứ hai là tới chiếc giày phù thủy nha. Món thứ ba thì mình lên cái sách thánh. Sách thánh này tiền rất là nhiều, mình lên sách thánh nha để công phép cao. Món thứ tư thì mình lên cái này gương thiền triết nha. Món thứ năm mình lên cái quyền trượng 2A và cuối cùng chính là cái món này nè, gương thẳng thế tăng thêm sát thương. Mình ở đây mình chơi mình không lên giáp bảo mệnh luôn nha mọi người, mình lên công hết toàn bộ. Còn về cái phần mà phù hiệu á thì mình sẽ chọn cái phù hiệu thần quang nè mọi người, mình sẽ chọn phù hiệu thần quang nha. Nhưng mà nhánh dưới đây á mình sẽ thay đổi, đây mình chọn màu xanh, chọn chỗ này là bảo mệnh nha, ở đây màu xanh, ở đây mình chọn cái hạt tăng CT. Cái phù hiệu thần quang này á sẽ giúp cho vị tướng này tung chiêu thường đầu tiên trúng tướng địch sẽ tạo thành cái sát thương sấm sét gây 80 và cộng 8 mỗi cấp tướng, và nó cộng phép nè rồi tăng sát thương nè. Nói chung là cái phù hiệu này nó sẽ phù hợp cho cái bản ngọc nó đi công là tốc đánh tốc chạy nha. Cái bản ngọc mà mình lên là ngọc tím là 10 viên á là có tốc đánh tốc chạy thì phù hợp với cái bản ngọc này nha. Còn nếu mà mình lên cái bản ngọc mà hồi máu á thì mình sẽ lên theo kiểu này, xuyên hồi chiêu hồi năng lượng nè, nó chọn hồi chiêu nha, đây mình chọn chí mạng, ở đây mình chọn hồng ngự nha, giúp cho nó hồi năng lượng nhanh nha mọi người. Ở đây mình chọn màu đỏ, hồi phục nè, màu đỏ nha, tăng CT và kháng hiệu ứng, mình chọn kháng hiệu ứng nha. Đây là các hiệu giúp cho vị tướng này là nó hồi phục, nó hồi chiêu nhanh á, mình chọn các hiệu này nha. Rồi các bạn mình chia sẻ về bản ngọc đi gắt đây là hết nha, mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào các video tiếp theo nha.